Wow, ông xịt thôi, tại ông xịt thôi, chẳng có ông xịt thôi. Rất ghê. Chào mọi người, bây giờ chúng mình đang trên đường ra sân bay các bạn nhé. Hôm nay thì sẽ là một hành trình rất là thú vị. Chúng ta đi đâu Trung nhỉ? Đi đâu? Đợt trước mọi người xem là anh em mình đi Thanh Hóa đúng không anh? Hôm nay là kỷ niệm rút ký của em tại Sài Gòn anh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi Sài Gòn lần nữa đúng không? Nên sẽ lần thứ hai thì Trung đi Sài Gòn. Ok, các bạn cùng chờ đón chúng mình nhé. Sẽ là một hành trình cực kỳ thú vị, gặp gỡ nhiều siêu sao bóng đá sắp tới các bạn nhé. Rồi, bây giờ ăn xong rồi chơi bóng nhé các bạn nhé. Nhưng mà bóng này của Trung chưa xịt đâu. Quả trong của ba lô anh mới lại xịt, là tức là phải méo luôn. Với chiếc ba lô của anh nhé, cái quả trong ba lô anh chơi nhé. Ok. Quả của anh xịt hơn cơ. Xịt luôn, anh cho xí hết hơi luôn. Đấy. Tí nữa ăn bim bim sao. Xịt nó phải méo như này đấy. Trời ơi, quả này sao chơi anh. Thế nó mới khó các bạn ơi, chơi phải chơi này đúng không? Chơi lớn này anh. Đúng rồi. Vua bây giờ chơi gì anh? Thật ra thì nếu mà chơi bình thường hay chơi tâng bóng đúng không? Vâng. Tâng quả này cũng khó nhưng mà không quá khó. Mình nghĩ là bây giờ thi lên bóng đi. Lên bóng? Đúng rồi, okay. Xem là ai lên bóng nhiều kiểu hơn quả này. Ok anh, nếu mà ai thua thì sao anh? Ai khao chấu nước đi. Vào đây khao chấu nước. Ok nhá. Ok anh. Rồi. Cho anh Phúc lên trước. Anh trước đúng không? Ok anh. Ok. Được. Rồi, và bây giờ sẽ là lượt của Duy Trung nhé các bạn nhé. Chúng ta cùng chờ xem Trung sẽ làm động tác lấy bóng gì đây. Rồi, ok. Bây giờ đến mình nhá. Ây à. Trời ơi. Rồi, bây giờ là lượt của Trung nhá. Chúng ta cùng chờ xem. Mình đang nâng tỷ số lên 2-1 rồi. Bắt đầu. Cũng được đấy nhỉ. Bóng xịt rất là khó để làm. Rất là làm cái này. Wow. Trên em rồi. 3-2 rồi nha. Chúng ta cùng chờ xem. Ok. Như vậy là tỷ số là 3 đều. Lần thứ tư của anh Phúc bắt đầu. Chúng tôi xin thông báo. Chúng ta về N-2-3-1-K-6-3-2-3-1 Anh Hàn. Anh Hàn xẹp vào cái vô nhá. Sợ chưa Trung? Em sợ anh rồi. Rồi, tiếp theo đi Trung, lần thứ tư đi Trung. Xem là trò gì nào. Hết trò chưa? Bóng xịt rất là khó để làm. Thật sự bóng xịt rất là khó để làm đúng không? Làm trò luôn đi đúng không? Ờ. Mà anh không vòng, giờ em sẽ làm luôn đi đúng không? Đâu? Ok rồi. Trò thứ 5. Trò thứ 5 anh Phú, anh thể hiện em nào. Wow. Cái gì vậy? Wow, bóng xịt thôi, tại ông xịt thôi. Chẳng có ông xịt thôi. Rất ghê rồi. Thôi coi như là rồi coi như là hòa nhá. Chúng ta sẽ hẹn nhau ở Hồ Chí Minh nhá. Ok. Hồ Chí Minh trực tiếp. Bây giờ Trung phải bay các bạn ạ. Trung đi chuyến sớm với mình. Chuyến cho Trung trước mình từ 1 tiếng rưỡi cơ. Nên bây giờ Trung sẽ đi máy bay để bay nhá. Lần thứ 2 đi máy bay một mình. Lại máy bay một mình tiếp. Tí nữa gặp nhau ở Hồ Chí Minh sau. Okay. Lại chơi game hả Trung? Vâng. Mới về phòng mà lại chơi tiếp rồi. Chơi game hay lắm. Game gì nãy nãy nó hỏi? Backyard Joy. Backyard Joy là game gì? Game mà anh không biết đâu. Ở trong này nó có rất nhiều trò chơi kiểu vẽ nét này, lớp bình vuông các thứ cơ. Có nghĩa là có nhiều chế độ chơi khác nhau à? Đúng rồi. Nếu mà anh muốn chơi những cái ô khóa này thì anh phải lên cấp cao của anh phải mua xu để chơi những cái trò chơi này anh ạ. Tức là mình phải có thêm tiền vàng các thứ để đúng không? Phải mua thêm đúng không? Mình lên cấp cao thì sẽ được chơi. À. Với em sẽ chơi thử cái trò chơi vẽ nét cho anh xem. Vẽ nét à? Vẽ nét. Cái này em thấy phải dùng cái IQ ạ. Em mới chơi được đến 3 năm thôi. Em vừa mới chơi rồi. Có vẻ hay nhỉ? Thế là hay mà anh. Chơi rồi. Cố lên. Không qua được rồi. Cố lên nào. Sao ta? Cái này hơi khó rồi. Đây, chúng ta cùng xem Trung chơi nhá. Không được. Bí quá. Anh em mà đúng rồi. Anh em nào chơi giỏi thì mọi người vào đây chơi thử cái game này xem mà có chơi giỏi hơn Trung không nhá. Thật, mọi người nếu mà ai thấy giỏi hơn Trung thì đấy, xem chơi thi luôn. Có tính điểm không?
Có tính điểm không em? Cái, có tính điểm anh ạ. Đấy, các bạn vào xem là Trung chơi bao nhiêu điểm thì anh em cố gắng phá kỷ lục của Trung nhá. Thế khó qua. Sao không qua được ta? Em chờ. Mua đi. À rồi. Tức là nếu mà khó quá mình có thể dùng xu mua. Thì có thể dùng xu để mua nhá. À. Đấy. Thế là qua bàn luôn đúng không? Em không nghĩ được thì em sẽ dùng xu em mua. À, hay phết nhỉ. Thôi hay mà. Trò này em thấy đang ở Trịnh Hành như sao ấy. Nha. Yeah. Đấy, thế trò này thì em qua được rồi. Ừ. Đấy. Ok. Thế có quảng cáo, đi thường nó có quảng cáo. Có quảng cáo em. Đây, nếu mà mọi người muốn mua quảng cáo thì nếu mà mọi người xem quảng cáo thì sẽ được 25 vàng. À, tức là nếu mà mình hết tiền mình có thể xem quảng cáo để được xu đúng không? Đúng rồi. À, hay quá nhỉ. Chơi xuống tiếp. À, ok, ok. Em bắt đầu nghiện trò này rồi anh ạ. Đúng rồi, chúng ta cùng xem mà. Trên máy bay em cũng chơi rồi. Ok. Rồi chúng ta hãy cùng thấy Trung vậy hay bây giờ tí nữa anh cũng chơi thử xem sao. Đấy, ok. Hay quá. Thôi bây giờ mình không chơi nữa mọi người ạ. Mọi người nếu muốn chơi thì lên CF Play để tải để chơi cùng mình nhá. Mọi người chơi xong thì hay để đánh giá 5 sao nhá. Ok. Ờ, anh Phúc ơi. Gì? Anh em mình chơi game mệt rồi, em đố anh. Anh vừa ngủ dậy à? Đang vừa ngủ đây, đố gì? À nhưng mà ngủ anh có chơi được không? Thích thì chơi. À ai à? Nào? Vợ anh đi dép à? Đi dép à? Đi dép. Đi dép. Đi dép. Làm gì? Anh nằm xuống. Sao đi dép anh nằm xuống? Anh nằm xuống. Đi dép anh nằm xuống làm anh gì? Cầm lấy quả bóng. Quả nào? Quả nào cũng được anh ạ. Quả này đúng không? À. Em đố anh đạp. Đạp ở gầm dép 10 lần. Gầm dép 10 lần là như này hả? Vâng. Nếu anh đạp được thì anh là người chiến thắng. Em sẽ nhận hình phạt của anh. Hình phạt gì? Tùy anh. Thật không? Thật. Cho mấy lần nào? Ờ, cho 2 lần. 2 lần thử đúng không? 2 lần thôi. Ok anh. Cái kiểu này rất là mới, mình chưa thấy. Thế. Kiểu đi dép mới chất. Nó con dép là con bé các bạn. Bà Phúc Vlog xin chào các cháu nhé. Bây giờ thì bà sẽ đi một đôi bà dép. Bà là bà cục xì đầu anh Phúc Vlog. Và các cháu nhớ đăng ký kênh cho bà nhé. Bây giờ bà đi một đôi dép màu xanh rất là đẹp nhé các cháu nhé. Hôm nay thì bà sẽ chơi một trận bóng khổng lồ các cháu nhé. Chạy bóng World Cup khổng lồ. Ừ, bà sẽ đạp nó người quả như các cháu. Cố lên anh. Nào để bà thử nhé. À không đừng. Sao? Em nghĩ bà Phúc Vlog không đạp được đâu. Các cháu thấy chân bà nhiều lông không? Thùa nào ok bắt đầu nhé. Nào. 1, 2, 3 bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Em bảo rồi. Vừa xong rồi, nhát nhát thôi. Bây giờ một lần nữa này. Anh mà không được là anh chịu hình phạt thì em ấy. Rồi, được rồi, đơn giản. Ok. 10 cái đúng không? 10 cái. Vừa xong nữa là bà Tân, bà Phúc về lớp của vừa thôi. Vừa xong là bà chỉ giả vờ thôi. Bây giờ bà nghe thật này. Bà mới làm cái World Cup khổ lồ ấy không? Ừ, nãy là bị khinh thường. Nãy bà Phúc về lớp giả làm chủ tịch bị khinh thường. Bây giờ sẽ là cái kết cho Duy Trung nhé. Ok anh. 1, 2, 3, 4 8 quả. 8 quả mà Phúc về lớp ơi. Thế sao thế hả? 8 quả. Em đùa. Em bảo rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái đàn rồi anh ơi. Này. Đâu. Này. Như này chưa? Như anh ơi. Như anh chỉ có 2 lần thấy rồi thôi. Thấy bà Phúc về không? Đấy. Ủa. Trời ơi, đỉnh anh ạ, được. Ôi. Thấy chưa? Được. Chém luôn anh. Nó cho thấy bà. Rồi. Đấy, rồi bà kinh không? Đi kinh gì ạ? Đấy. Thôi nhưng mà 3 lượt rồi anh ạ. Thế ai thua? Anh thua. Sao anh thua? Anh vừa đạp mấy chục cái mà. Không, đấy là lượt thứ 3 rồi anh. Bây giờ cũng đồ tối rồi nhỉ anh? Thôi nhỉ. Ok, coi như là anh thua đúng không? Bây giờ cũng tối rồi anh ạ. Hồi rồi anh sẽ mời em đi ăn thì chưa? Em cũng đói lắm rồi. Ok, anh sẽ mời em đi ăn. Ok anh. Bây giờ bà Phúc Vlog sẽ mời Duy Trung đi ăn một bàn tiệc khổng lồ. Mà tiệc đấy tiệc gì thì tí các bạn sẽ biết nhé. Trung ơi sao? Đỉnh không? Đỉnh cấp không? Ăn nhỏ hơi bị giỏi đấy. Cúc lộn, bắp xào, vịt lộn cà bê đây. Bạn em biểu diễn đấy, Ronaldo luôn. CR7, em ấy sẽ chỉnh, ui. CR7 phun lửa.
không thể tin nổi, Ronaldo này là phun lửa. Ronaldo phun lửa mà hết.